giờ chiều rồi. 3 giờ trưa, nó khoảng 5 giờ. 4 rưỡi. 3 giờ đến 5 giờ. Em đi ngang thấy đông em và em kẻ luôn vui. Cảm ơn anh Tú hôm nay đã đến đây chơi cùng với lại chị cũng như là ekip đoàn phim, mặc dù em không có đóng trong phim. Trong cái bộ phim Thập Tam Muội á, có giống chị nhiều ở ngoài đời không? Giống khoảng 90%. Đi đường ông quá. Cái tiếp theo là hay quýnh người. Không, trời ơi tụi bà. Ai mà quýnh người. Ai biết, tại thấy mặt anh Lục buồn buồn nè. Không có, anh cười nãy giờ chứ đâu dám buồn em. Hy vọng tất cả mọi người sẽ ủng hộ team chị 13 sẽ được sớm vào ngày 27, 28 tháng 3 này.